minibus. Ai đã ném rác ra ngoài xe? Ố là là, con yêu, con có thấy hôm nay mẹ tuyệt vời không? Vâng, mẹ rất là... Hả? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Có ai đó đã ném rác ra ngoài xe của họ. Mà tôi đã gặp tai nạn giao thông vì nó vừa đến đây. Sao cơ? Tôi sẽ đến đó ngay. Ôi là la, cảnh sát trưởng Labrador, anh hãy xem xe của tôi đây này. Nhìn này, bộ tóc giả tôi thích nhất cũng bị hỏng rồi. Đấy là tại anh vứt bỏ sầu riêng bừa bãi đấy chứ. Cô nói như vậy là sao? Tôi có vứt cái gì đâu hả? Thế thì còn ai vào đây nữa hả? Lại còn trốn nữa hả? Là anh, tôi biết chắc chắn. Không phải là tôi, không phải là tôi nha. Chỉ có anh thôi. Không phải tôi. Chính là anh. Tôi đã bảo không phải tôi rồi nhá. Xin hai người dừng lại, không thể tranh cãi trước mặt trẻ con như vậy được. Chúng tôi sẽ điều tra hiện trường vụ tai nạn, sau đó sẽ tìm ra thủ phạm. Không phải do anh Kền Kền đâu, trong xe anh ấy không có mùi sầu riêng. Trong miệng cũng không có mùi. Ủa là la, không phải sao? Thế thì là do ai chứ? Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Lại thêm một miếng vỏ sầu riêng nữa. Chúng ta hãy tìm xung quanh xem. Tôi tìm thấy thêm một vỏ nữa. Phát hiện ra rất nhiều vỏ sầu riêng trên con đường này. Theo hướng manh mối từ vỏ sầu riêng, chúng chắc hẳn được vứt ra từ phương tiện đi về hướng này. Chúng ta đi nào. Có chuyện gì vậy? Đã tìm thấy mục tiêu. Dừng xe lại. Tôi nhắc lại, dừng xe lại ngay. Sầu riêng thật ngọt, mình yêu sầu riêng nhất trên đời. Ngọt. Dừng lại, dừng xe lại ngay. Một miếng nữa nào. Móng vuốt siêu dính. Không. Anh trồn hôi, ném rác ra ngoài cửa xe là vi phạm luật giao thông. Anh đã bị bắt. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được vứt rác ra ngoài cửa xe.
Nó gây ô nhiễm môi trường và có thể gây ra tai nạn giao thông nếu rác rơi trúng vào phương tiện hoặc người đi đường khác. Đây là vi phạm pháp luật. Hãy nhớ rằng an toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của tất cả chúng ta. Cuộc gọi nguy hiểm. Wow. Là phi thuyền. Cái kem của tôi. Gấu nâu tẩu thoát. Hãy gọi cảnh sát ngay nếu bạn nhìn thấy hắn. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu đã nhìn thấy tên gấu nâu đào tẩu đấy. Cái gì? Hắn ở đâu? Hắn đang trốn ở số 10 đường Hoa Hồng à? Hãy trốn và giữ an toàn cho bản thân. Bọn chú sẽ đến ngay. Ở đây toàn là bụi thôi và không hề có dấu chân nào cả. Nơi này đã không được sử dụng rất lâu rồi. Vậy có nghĩa là cảnh sát trưởng Labrador, gấu nâu đang đuổi theo cháu. Cháu đang trốn ở ngay dưới tổ ong. Thấy hắn rồi. Đây không phải là gấu đâu, đây là gấu đen mà. Có chuyện gì vậy cảnh cảnh sát? Tôi tới đây để mua một ít mật ong. Vui quá đi mất. Mình sẽ gọi điện chờ các chú cảnh sát lần nữa về gấu nâu. Ta nghe nói cháu đang tìm gấu nâu đúng không? Gấu nâu. Cháu muốn gặp ta có đúng không? Hãy đi theo ta nhá. Xem xét kỹ những cuộc gọi báo giả này thì có vẻ như cáo nhỏ đã trêu đùa chúng ta. Hả? À, cái gì? Cáo nhỏ? Báo ghi giả? Hả? Cảnh sát trưởng Labrador, tên gấu nâu đã bắt cóc cháu rồi. Nói dối? Cháu lại nói dối. Thì lại đến cứu cháu với. Cháu không nói dối đâu. Cháu có biết gọi điện báo giả cho cảnh sát là vi phạm luật không? Đợi đã, tôi nghĩ cáo nhỏ không nói dối lần này đâu. Hả? Hãy nghe tiếng vang và tiếng động cơ này đi. Cậu bé đang bị nhốt trong một chiếc xe. Gấu nâu. Ta bắp ra, ta là gấu nâu. Mọi người đều sợ ta. Mau đuổi theo hắn. Gấu nâu, mau dừng xe. Báo dừng lại. Hả? Cảnh sát à? Thật là phiền phức. Hãy xem ta đây. Hả?
Không, bọn chúng ở ngay sau lưng mình. Phải chạy thôi. Đứng lại đó. Ngươi sẽ không chạy thoát được đâu. Không sao, cháu an toàn rồi. Nhưng hãy nhớ, cháu không được gọi điện báo nguy giả cho cảnh sát để trêu đùa. Cháu xin lỗi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Gọi điện báo nguy giả cho cảnh sát là vi phạm pháp luật. Nó sẽ làm cho cảnh sát đến sai nơi cần đến. Vì thế, những người gặp nguy hiểm sẽ không nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Các bạn nhỏ, chỉ được gọi cảnh sát khi các bạn gặp nguy hiểm thực sự. Không bao giờ được trêu đùa cảnh sát đâu nhé. Đám cháy ở nhà vịt. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cứu với cảnh sát trưởng. Tôi là bà vịt đây. Nhà chúng tôi đang bị cháy. Quát. Xin đừng lo, tôi sẽ gọi xe chữa cháy trước và chúng tôi sẽ tới ngay. Quát! Này cảnh sát trưởng Labrador, cháu trai đáng thương của tôi bị cháy rụng mất cả đuôi rồi. Xin hãy giúp chúng tôi. Các anh phải bắt bằng được kẻ đã phóng hỏa. Ý bà là có người đã cố ý gây ra cháy sao? Dĩ nhiên rồi cảnh sát trưởng. Anh biết không, lần trước chính ngựa vằn phơi mấy đời tất thối của cậu ấy trên lò sưởi mới gây ra cháy. Đúng thế, chắc chắn lần này cũng do ngựa vằn gây ra. Tôi suýt nữa thì bị nước chín đấy. Không phải tôi. Tôi thề đấy, tôi đã không làm như thế lâu lắm rồi. Đây, mọi người nhìn đi. Tất cả tất của tôi ở đây. Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. Dobby, chúng ta đi kiểm tra nhà ngựa vằn nào. Đã rõ. Chỉ có chiếc võng bị cháy thôi, chứng tỏ đây không phải là nơi phát sinh vụ cháy. Chúng ta kiểm tra nhà ếch nào. Báo cáo, thứ duy nhất bị cháy ở nhà ếch là tấm rèm cửa. Vậy có nghĩa không phải là ngựa vằn và ếch gây ra vụ cháy này. Vậy chỉ còn nhà vịt nữa thôi. Trong nhà này bị cháy nặng nhất. Đây chắc chắn là nơi vụ hỏa hoạn xảy ra. Có vẻ như tôi đã tìm ra bằng chứng.
tôi đoán, câu trả lời nằm dưới gầm giường. Hả? Đã đến lúc tôi thể hiện rồi đây. Một chiếc bật lửa. Là đây rồi. Đồ chơi của cháu. Hóa ra chính bé vịt đã là người gây ra vụ cháy này. Cái gì? Sao lại như thế được? Này bé vịt, lúc nãy cháu đã chơi với đồ chơi này như thế nào? Lúc nãy cháu chơi như này này. Trời đất ơi, hóa ra là như vậy. Ôi trời, không thể tin được. Bé vịt, đây là một chiếc bật lửa, nó không phải đồ chơi đâu. Lửa rất nguy hiểm, cháu không bao giờ được chơi với nó đâu nhé. Cháu xin lỗi, cháu sẽ không bao giờ chơi với lửa nữa. Nếu cháu còn chơi với lửa, cháu sẽ thành con vịt quay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, tuyệt đối không được chơi với lửa. Lửa rất nguy hiểm. Các vị phụ huynh, những vật dụng nguy hiểm như bật lửa và diêm luôn phải được đặt xa tầm tay của trẻ em. Và nếu phát hiện ra đám cháy, hãy nhanh chóng gọi tới số 114 để được trợ giúp ngay nhé. Ai đã lấy chiếc kéo vàng? Bằng chiếc kéo tuyệt vời của mình, tôi sẽ làm cho bạn trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Hoàn hảo. Wow. Tôi thích đấy. Tập tôi trông thật tuyệt. Wow, bà của mình thật là tuyệt vời. Chiếc kéo vàng của anh quả thật là tuyệt vời. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Người tiếp theo. Anh Tony, hãy cắt cho tôi kiểu đầu giống như thế này. Không vấn đề gì. Bằng chiếc kéo tuyệt vời của mình, tôi sẽ làm cho bạn trông thật ngầu. Anh ý đi đâu mất rồi? Anh lười ơi. Cái kéo của tôi đâu rồi? Tôi mất cái kéo vàng của mình rồi. Anh Tony, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Laprado, có ai đó đã lấy trộm chiếc kéo vàng quý báu của tôi mất rồi. Cái gì cơ? Nó bị lấy trộm á? Vâng, xin hãy giúp tôi. Nếu tôi không tìm được nó, tôi sẽ phải đóng cửa tiệm mất. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Anh Lười và chiếc kéo vàng đã bị mất tích cùng một lúc có đúng không? Chính xác. Anh Lười thường là người chăm sóc chiếc kéo vàng của tôi. Anh ấy chắc chắn đã lấy cắp nó. Tôi đã phải đặt lịch trước cả tháng mới có thể cắt tóc ở đây. Tôi sẽ tìm ra anh ấy ngay. Anh đang làm gì đấy? Anh Lười phản ứng rất chậm và có vẻ như anh ấy đã ở trong nhà vệ sinh một lúc rồi. Anh ấy không thể nào là người lấy trộm kéo vàng được. Anh nói là chiếc kéo của tôi tự dưng biến mất ư? Mọi vụ án đều có dấu vết. Chúng ta chắc chắn đã bỏ qua manh mối nào đấy rồi. Hả? Đây là dấu tay của một đứa nhỏ. Nhỏ. Đây là chiếc váy của con gái tôi. Ngựa con đâu rồi? Con bé vừa mới ở đây mà.
Ôi không, ngựa con có thể đang gặp nguy hiểm. Gì cơ? Chúng ta cần phải tìm cô bé ngay. Trời ơi, con yêu của tôi. Dấu vết dừng lại ở đây. Hãy mau chia ra tìm cô bé. Đã rõ. Ngựa con. Tóc của tôi. Ngựa con. Ngựa con. Cháu ở đâu? Hả? Chỗ tóc này. Hả? Chỗ tóc này. Tớ làm hỏng quần áo của cậu rồi. Tớ xin lỗi. Cẩn thận đấy. Ôi, con yêu, con có làm sao không hả? Ba ơi. Ngựa con, kéo là vật rất nguy hiểm. Nhìn này, búp bê của cháu đã bị thương rồi này. Vì thế hãy cẩn thận nhé. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Anh Tony, hãy nhớ để kéo của mình xa khỏi tầm tay của trẻ con. Vâng, tôi nhớ rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, những vật sắc nhọn như dao và kéo đều là những vật nguy hiểm, vì thế có thể làm các bạn bị thương. Không bao giờ được chơi với chúng nhé. Khi chúng ta làm thủ công hoặc các việc cần thiết, hãy nhớ phải dùng loại kéo an toàn cho trẻ em. Còn nữa, các vị phụ huynh phải luôn nhớ để các vật sắc nhọn xa khỏi tầm tay của trẻ em để giữ an toàn cho chúng. Bạch mã hoàng tử xì hơi. Hỡi công chúa Bạch Tuyết, nàng có đồng ý lấy ta không? Dạ vâng, tôi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ. Cảnh sát trưởng Labrador, anh ngựa trắng, xin anh hãy giúp tôi đi mà. Cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì vậy? Chắc chắn có người gài bẫy tôi, vì thế tôi không thể ngừng xì hơi được. Gì cơ? Xin hãy tìm ra người làm chuyện này. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Chắc chắn là ông đã gài bẫy tôi, đầu bếp voi. Tôi chẳng bị làm sao trước khi lên sân khấu, nhưng tôi bị đau bụng như vậy từ khi tôi ăn bánh của ông. Anh bổ lỗi cho tôi làm anh đau bụng mà. Tôi chắc chắn ông đã bỏ gì đấy vào bánh, vì thế khi tôi ăn xong tôi bị đau bụng. Ông chắc hẳn đã ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của tôi, vì thế tôi đã bị gài bẫy. Anh đang nói cái gì vậy? Ông voi, ông dám tấn công tôi ư? Hãy mau bắt ông ta đi. Đợi đã, không phải là tại anh voi đâu. Sao cơ? Sao cơ? Hãy nhìn đống đĩa bẩn ở đằng kia. Có rất nhiều người đã ăn bánh, nhưng anh ngựa là người duy nhất bị đau bụng. Điều đó có nghĩa là bánh không bị làm sao cả. Chính xác. Cảnh sát trưởng Labrador thật là thông minh, có phải không? Vậy thì... Anh ngựa, anh còn ăn gì khác trước khi lên sân khấu không? Ngựa vằn ư? À, tôi nhớ ra rồi. Đây rồi, anh ngựa vằn đã đưa cho tôi một miếng bánh pizza. Nó đây này.
Cảnh sát Labrado, tôi chắc chắn ngựa vằn đã bỏ gì đó vào miếng pizza. Bởi vì cậu ấy muốn thế vai diễn hoàng tử của tôi. Cái gì? Không phải như thế. Cậu ghen tị với tôi phải không? Cái gì? Vì thế mà cậu đã bỏ thứ gì đó vào miếng pizza của tôi. Nếu tôi bị bệnh, cậu có thể diễn vai hoàng tử thay tôi. Không phải mà. Đâu phải lỗi của tôi khi sinh ra đã đẹp trai sáng lạng như thế này. Tôi khổ quá đi mà. Tôi không làm thế. Cả hai bình tĩnh nào. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm miếng pizza có vấn đề gì không. Để đấy cho tôi. Tôi không thể nào nhịn được nữa rồi. Không sao rồi, mà mình cũng chẳng cần rửa tay đâu. Sao mình đói thế nhở? Bánh phòng kia. Anh ngựa. Anh phải rửa tay trước khi ăn chứ. Không sao đâu. Chẳng có vấn đề gì đâu mà. Cảnh sát trưởng Labrador, có rất nhiều vi khuẩn độc hại được tìm thấy trên miếng pizza này. Ngựa văn, đúng là cậu rồi. Không thể nào. Không phải tại ngựa văn đâu. Người làm cho anh bị đau bụng chính là anh. Cái gì? Tôi ư? Tôi làm sao mà làm như thế được? Tờ xét nghiệm này đã cho thấy rằng đa số các loại vi khuẩn độc hại chúng tôi tìm thấy đều ở những khu vực mà tay anh chạm phải. Vì thế, những vi khuẩn này đều từ tay anh mà ra. Anh cũng không hề rửa tay trước khi ăn chiếc bánh vòng vừa rồi. Vi khuẩn có hại trên tay anh đã đi vào bụng anh và làm cho anh bị đau bụng. Tôi sẽ đi rửa tay ngay. Tôi không muốn làm hoàng tử gì ơi nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, trên tay chúng ta có rất nhiều vi khuẩn. Hãy nhớ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi chơi ở ngoài trời hay sau khi đi các phương tiện giao thông công cộng. Nếu không, các vi khuẩn này có thể chui vào bụng và làm cho các bạn bị ốm. Vì thế, chúng ta phải nhớ thường xuyên rửa tay nhé các bạn.